Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Rạn nứt sâu sắc trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đã cho nổ tung một phần của hai tuyến đường chính nối liền với khu vực phía nam bán đảo Triều Tiên hôm 15 tháng 10. Một phần của tuyến Jeonggui ở bờ biển phía tây và tuyến Donghae ở bờ biển phía đông, hai tuyến đường bộ và đường sắt chính nối liền miền Bắc và miền Nam bán đảo Triều Tiên đã bị phá hủy bằng thuốc nổ vào lúc 12 giờ địa phương, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS. GCS cho biết, quân đội Hàn Quốc không bị thiệt hại và đáp trả bằng cách nổ súng cảnh báo về phía đường phân định quân sự MDL. Theo GCS, đây là biện pháp tự vệ, đồng thời cảnh báo đối với các hành vi có khả năng vi phạm hiệp định đình chiến. Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Triều Tiên, đồng thời phối hợp với Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó toàn diện. Mặc dù hai tuyến đường kể trên đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng các nhà phân tích nhận định việc phá hủy chúng cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không còn muốn đàm phán với Hàn Quốc nữa. Các vụ nổ xảy ra vài ngày sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều động máy bay không người lái mang theo truyền đơn bay trên thủ đô Bình Nhưỡng và một ngày sau khi ông Kim triệu tập cuộc họp với các quan chức quân sự và an ninh cấp cao. Trong cuộc họp, ông Kim mô tả các chuyến bay nói trên là hành động khiêu khích nghiêm trọng và đưa ra các nhiệm vụ không xác định liên quan đến hành động quân sự tức thì để bảo vệ chủ quyền đất nước. Phía Hàn Quốc từ chối xác nhận liệu họ có điều động máy bay không người lái hay không, nhưng cảnh báo sẽ trừng phạt mạnh tay nếu sự an toàn của công dân nước này bị đe dọa. Theo đài CNN, trên thực tế, việc phá hủy các tuyến đường liên triều không gây ra nhiều khác biệt khi hai miền Triều Tiên vẫn bị chia cắt bởi một trong những đường biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Điều đáng chú ý là vụ việc xảy ra vào thời điểm lãnh đạo hai bên có lời lẽ gay gắt. Ông Lev Eric Isley, giáo sư tại Trường Đại học Nữ sinh Eva, Hàn Quốc, cho rằng động thái mới của Triều Tiên có thể là nhằm đổ lỗi cho những khó khăn kinh tế và đẩy mạnh tích trữ tên lửa cũng như phát triển vũ khí hạt nhân. Việc phá hủy các con đường liên triều có thể thể hiện ý muốn cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc và từ bỏ mục tiêu tìm kiếm sự chung sống hòa bình giữa hai miền vốn kéo dài hàng thập kỷ qua. Trước đó vào ngày 12 tháng 10, bà Kim Jo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Triều Tiên, đã dọa đáp trả khủng khiếp nếu tiếp tục phát hiện drone, thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Jo-jong: "Khoảnh khắc một drone của Hàn Quốc bị phát hiện trên bầu trời thủ đô của chúng tôi một lần nữa chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Cá nhân tôi muốn tránh kịch bản đó." Bà Kim Jo-jong cũng chỉ trích quân đội Hàn Quốc về phản ứng của họ trước tuyên bố của Triều Tiên rằng drone Hàn Quốc đã xâm phạm bầu trời Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong thời gian gần đây. Trước đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 11 tháng 10 cáo buộc Hàn Quốc đã đưa drone bay vào Bình Nhưỡng vào ban đêm những ngày gần đây, đồng thời cảnh báo rằng hành động trên sẽ bị đáp trả. Theo hãng thông tấn TASS, ban đầu người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố lực lượng vũ trang nước này không đưa bất kỳ máy bay không người lái nào tới Triều Tiên. Ông tuyên bố cần phải kiểm tra xem liệu hành động này có phải do cá nhân hay tổ chức nào thực hiện hay không. Trong phiên điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un cũng tuyên bố nước này không đưa bất kỳ máy bay không người lái nào tới Triều Tiên, đồng thời nói thêm rằng ông không nắm rõ tình hình. Tuy nhiên sau đó, Bộ trưởng Kim Jong-un cho biết chính quyền Hàn Quốc không thể xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng. Bình luận về sự thay đổi đột ngột trong lập trường của quân đội Hàn Quốc, bà Kim Jo-jong nói: "Chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc ai đứng sau hành động khiêu khích này. Hành động khiêu khích chống lại chủ quyền của chúng tôi được thực hiện bởi chính lực lượng Hàn Quốc hoặc thông qua sự hợp tác tích cực và sự cho phép thầm lặng." Thái độ không phủ nhận cũng không thừa nhận vụ việc chứng tỏ quân đội Hàn Quốc tự thừa nhận rằng họ là thủ phạm hoặc đồng phạm của vụ việc, bà Kim Jo-jong nói. Hãng thông tấn John Hap dẫn lời bà Kim Jo-jong cảnh báo Hàn Quốc nên chuẩn bị trả giá vào bất cứ lúc nào cho những hành động khiêu khích liên tục của mình. Phát ngôn của bà Kim Jo-jong được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thả những quả bóng bay chứa rác về phía Hàn Quốc. Bóng bay rác từ Triều Tiên hạ cánh giữa dinh Tổng thống Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 7, Cơ quan An ninh Tổng thống PSS của Hàn Quốc cho biết một quả bóng bay mang theo rác do Triều Tiên gửi đến đã hạ xuống khu phức hợp văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.
PSS cho biết họ đã phát hiện rác thải rơi trên khuôn viên khu phức hợp trong khi theo dõi đợt bóng bay rác do Triều Tiên thả qua biên giới vào đầu ngày. Trong khi đó, NK News cho biết còn có nhiều quả bóng bay rác khác đã được PSS và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS xác định bên trong khuôn viên khu phức hợp Songsan là khu vực dinh Tổng thống tọa lạc. Cuộc điều tra của nhóm ứng phó hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân CBRN đã xác nhận rằng các vật thể này không gây nguy hiểm hoặc rủi ro ô nhiễm, chúng đã được thu thập, PSS cho biết. Nói thêm, họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 24 tháng 7 giờ địa phương, GCS thông báo rằng những quả bóng bay rác được cho là của Triều Tiên đã bay qua biên giới từ phía bắc tỉnh Gyeonggi. Trong cảnh báo khẩn cấp được đưa ra ngay sau đó, chính quyền thành phố Seoul cho biết một số bóng bay rác đã hạ cánh xuống một số khu vực của thành phố. Cơ quan này cũng yêu cầu người dân cẩn thận với các mảnh vỡ rơi xuống và báo cáo nếu phát hiện bất kỳ quả bóng bay nào. NK News xác định, một nhân viên ứng phó CBRN của quân đội Hàn Quốc đang dọn dẹp các mảnh vỡ từ một hoặc nhiều quả bóng bay rác ở quận Songno của Seoul vào sáng cùng ngày, gần dinh thự của đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Vụ thả bóng bay rác đánh dấu lần thứ 10 Triều Tiên thực hiện điều này kể từ ngày 28 tháng 5. Đợt thả bóng bay trước gió diễn ra vào ngày 21 tháng 7 khiến Hàn Quốc phải nối lại chương trình phát loa tuyên truyền toàn diện để đáp trả. Bình Nhưỡng đã coi những quả bóng bay rác của mình là hành động trả đũa việc các nhà hoạt động Hàn Quốc giải truyền đơn chống chính quyền của họ, tuyên bố rằng họ sẽ gửi hàng đống rác để Hàn Quốc trực tiếp trải nghiệm nỗ lực cần thiết để loại bỏ chúng. Cuộc chiến bóng bay Triều Tiên-Hàn Quốc xuất hiện hàng khủng ngàn đô la Mỹ. Các nhà hoạt động ở Hàn Quốc đã phát triển công nghệ để gửi thông điệp sâu vào Triều Tiên thông qua những quả bóng bay cầu thông minh. Reuters ngày 11 tháng 6 cho biết, những quả bóng bay thông minh kể trên được chế tạo bằng máy in 3D. Các linh kiện cấu thành nên khinh khí cầu có nguồn gốc trực tuyến và đôi khi được trang bị tính năng theo dõi GPS, giá mỗi quả có thể lên tới 1.000 đô la Mỹ. Tại một căn hộ thuê nhỏ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, máy in 3D được dùng để chế tạo các hộp nhựa màu trắng và một số bộ phận kết nối bóng bay. Dây điện, bảng mạch và đồng hồ bấm giờ mua từ các trang thương mại điện tử Trung Quốc và Hàn Quốc để chế tạo các thiết bị kiểm soát việc phân phát nội dung trong bóng bay. Chứa đầy hydro, bóng bay thông minh có tải trọng lên đến 7,5 kg. Hầu hết khinh khí cầu đều chứa các thiết bị được lập trình sẵn để phát 1.500 tờ rơi, 25 tờ một lúc, đồng thời tính toán đường bay dự kiến, gió và các điều kiện thời tiết khác. Năm nay, một số bóng bay mang theo loa gắn trên những chiếc dù nhỏ phát ra thông điệp được ghi âm sẵn, chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Loa tích hợp trong khinh khí cầu sẽ phát các bài hát và thông điệp được ghi âm bằng tiếng Triều Tiên trong 15 phút và tạm dừng 30 phút trước khi bắt đầu lại. Pin của loa có thể kéo dài 5 ngày. Bóng bay gần đây còn được trang bị các van liên kết với máy đo độ cao, tự động ngăn chúng bay lên quá cao và giúp cho chuyến bay ổn định hơn. Ước tính bóng loại này có tỷ lệ thành công 50-60% khi bay xa hơn vài chục km về phía bắc biên giới. Trung bình 1-2 lần mỗi tháng, từ mùa xuân đến mùa thu, khi gió thổi về hướng bắc, các nhà hoạt động ở Hàn Quốc lại bí mật thả bóng bay, chủ yếu vào buổi tối. Chúng có khả năng mang tờ rơi và loa điện tử đi xa hàng trăm km qua biên giới liên triều, vươn tới cả thủ đô Bình Nhưỡng. Thậm chí, theo Reuters, đã có một quả đến được tận Trung Quốc. Một thành viên của nhóm Ủy ban Cải cách và Mở cửa Johnson là tên gọi khác của Triều Tiên, nói với Reuters, bóng bay thông minh của chúng tôi đắt tiền và chúng tôi nghĩ chúng mạnh hơn hàng trăm lần so với bóng bay của các nhóm khác. Nhóm này có khoảng 30 thành viên cốt lõi và được tài trợ bởi tài chính cũng như tiền quyên góp của các thành viên. Đáp lại, Triều Tiên trong những tuần gần đây cũng thả hơn 1.000 quả khinh khí cầu về phía Nam, phần lớn chứa đầy rác thải, khiến căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!